Hải, người từng bị 28 người dân ở Đại Từ, Thái Nguyên và 14 người dân ở Tây Ninh tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong các vụ việc này, luật sư Trần Vũ Hải đã chiếm đoạt 84 triệu đồng của một công dân ở Đại Từ, Thái Nguyên và 83,5 triệu đồng của một người dân ở Tây Ninh. Đây cũng là một luật sư thường xuyên có hoạt động bào chữa cho đám rận chủ quốc nội sở hữu cho mình một phong cách bố đời, vô học. Trong hầu hết các phiên tòa mà Hải với tư cách là luật sư bào chữa thì hắn ta liên tục có những phát ngôn hành động sai trái hoặc vi phạm nội quy của tòa như nghe điện thoại di động trong phòng xử án, yêu cầu luật sư đứng dậy trả lời hội đồng xét xử nhưng luật sư không đứng. Cộng thêm vào đó là trình độ và năng lực hạn chế. Chính vì vậy mà kết quả mà Hải nhận được sau những lần bào chữa của mình là những thất bại thảm hại, thất bại trong vụ cô Quý Hà Vũ, Dương Chí Dũng, Đoàn Văn Vương. Ấy vậy mà mới đây Hải đã tự ứng cử vào chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trong bối cảnh ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đang vắng do ông Trương Quang Nghĩa được điều chuyển giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Hải đã nói: "Tôi vốn ham quyền lực nên cũng muốn tự đề cử vào chức vụ này. Nếu tôi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tôi sẽ thực hiện 5 việc sau và cam kết chắc chắn hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2021. Đó là tập trung cải tạo mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và cải tạo mở rộng sân bay Biên Hòa thành cặp đôi sân bay có công suất 100 triệu khách một năm với vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la, có thể phát sinh không quá 3 tỷ đô. Không cần vốn ngân sách, chưa triển khai dự án sân bay Long Thành, tập trung giải quyết các dự án BOT đường bộ và các quốc lộ. Các dự án BOT đường bộ là đường cao tốc không trùng quốc lộ được nhà nước ưu đãi tối đa, chọn những chủ đầu tư xây đạt chất lượng cao và giá thành hợp lý, thu phí không dừng. Đề xuất Quốc hội ban hành luật về giải quyết ùn tắc giao thông và vận tải công cộng tại hai đô thị lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Luật này cho phép chính quyền hai đô thị này có những cơ chế đặc biệt để huy động vốn, áp dụng các cái biện pháp hạn chế giao thông cá nhân, ưu tiên giao thông công cộng. Mặc dù trên thực tế Hải vẫn phải thừa nhận là hắn liên tục thất bại trong các kế hoạch của mình, như đã tham gia xây dựng kế hoạch xe buýt hóa toàn bộ Hà Nội của một đại gia mạnh nhất miền Bắc tại thời điểm đó và đã không thành công. Còn nhớ rằng một dân chủ khi được hỏi rằng là mất bao lâu để xây dựng được những kế hoạch chính sách phát triển đất nước thì Trần Vũ Hải đã trả lời là chỉ cần 1 tuần, một câu trả lời mang nặng tính ảo tưởng sức mạnh. Trần Vũ Hải cũng là một ca tương tự, vốn là một kẻ được nhiều người biết đến với năng lực trình độ hạn chế, chỉ giỏi bốc phét lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác, có thể nói là vừa không có đức lại không có tài ấy vậy và mà vẫn mạnh dạn mở mồm nhận mình làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Có lẽ trong những bộ não giản đơn của Hải như đám dân chủ, mọi thứ đều được tư duy một cách thô sơ dễ dàng như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên đám dân chủ giả cày tự cử người vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Trước đó thì có Nguyễn Tường Thùy, Nguyễn Quang A, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ứng cử vào đại biểu Quốc hội, cụ Quý Hà Vũ thì ứng cử vào chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, và rất may mắn là ông ta đã đạt được chức Bộ trưởng Bộ chống phá nhà nước Việt Nam. Và rốt cuộc tất cả những kẻ này đều nhận được sau những hành động lố lăng thiếu não của mình là sự khinh bỉ từ phía dư luận, và họ gọi đó là những kẻ tâm thần chính trị.